thang mới có thể được vào nhà. Muốn đưa một bình nước lọc cũng phải cần tới hai người. Khoảng cách từ sàn nhà xuống mặt đường cao tới hơn 1 mét. Đây là những hình ảnh phóng viên Dân Trí ghi lại được tại con đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện. Thông xe kỹ thuật dịp cận Tết, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được biết đến là một trong những đoạn đường có mức đầu tư kỷ lục, góp phần giảm áp lực giao thông cho đường Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, tại con đường này, sau khi thông xe, mặt đường lại thấp hơn nhiều ngôi nhà. Có những ngôi nhà có mặt tiền cao hơn mặt đường tới 1,5 mét, khiến người dân phải bắc thang để vào. Hàng chục ngôi nhà khác trên tuyến đường này cũng trong tình trạng tương tự, có đoạn cao từ 1 mét đến 1,2 mét. Phần lớn những ngôi nhà này được xây dựng từ nhiều năm trước. Nhiều người dân ở trong con ngõ nhỏ phải đi chung trên chiếc cầu gỗ để vào nhà là những hình ảnh dễ nhận thấy tại con đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Nó cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Chung là trước kia thì chưa làm đến vỉa hè thì chưa ảnh hưởng mấy, thì vẫn đắp được đường lên. Còn tuần này thì người ta chuyển sang làm vỉa hè thì đất cát này nó bột, khó lên. Toàn là các xe mà lấy rắc một cái bột thì nó khó lên. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, những ngôi nhà có mặt sàn cao hơn so với mặt đường này được xây dựng từ lâu và trên cốt nền cao hơn những ngôi nhà khác. Chính vì vậy, khi làm đường, đơn vị thi công phải đồng bộ chứ không thể theo cốt nhà. Trước tình trạng mặt nền quá cao so với mặt đường, trước mắt người dân tại con phố Nguyễn Văn Huyên kéo dài này đành phải đi theo lối trong ngõ. Sau này khi các nhà khác xây dựng xong mới tìm cách nâng cấp bằng các bậc tăng cấp để lên nhà. Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài 565 mét được đánh giá là con đường đắt nhất thủ đô tới thời điểm này. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 969 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 680 tỷ đồng, xây lắp hơn 79 tỷ đồng.